sợ đi qua phà trắng tinh như Ngọc Trinh ha. Ngọc biển bốn mộng mọi người ơi, của Xe Mini luôn. Bộ Giờ Báo Sai Việt Nam xin thông báo đến 8:30 cái gì kết hợp bó thăm trúng thưởng với những thằng quà phôi dừa đột biến, quay một lượt cho mọi người xem. Xin mời bà con lúc 8:30 đến tham gia và tham dự chương trình cùng chúng tôi. Ở lại ra chút xíu, anh em tụi em sẽ hướng dẫn thị phạm. Đây đây các loài đột biến màu vàng dễ đặc biệt đây. Đó chúng ta lột ra như thế, chúng ta kiểm tra có mầm hay không. Ra thì mọi người nhớ giữ cái cổ dừa, không giữ là bẻ nó gãy nha. Ông coi tôi ở Cù Lam Dung á, theo phong thủy là cây dừa là mang lại may mắn, thì chúng ta chưng cây dừa thì đón tài lộc, cái rễ già lâu năm chúng ta mới sơn được. Hello, xin chào mọi người trở lại với kênh Bonsai Dừa Quang Linh ha. Thì hôm nay mấy anh em câu lạc bộ bonsai dừa Kiên Giang đang di chuyển đến tỉnh Sóc Trăng để cho đem những cây dừa bonsai tâm đắc của mấy anh em mình đến đây để trưng bày tại lễ hội trái cây sông nước miệt vườn miền Tây ở cồn Mỹ Phước, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng ha mọi người. Mấy anh em mình mới tới cái bến phà để qua sông thôi, thì mấy anh em mình có nhờ một cái anh lái đò rất là dễ thương để chở mấy anh em mình qua ngang sông cùng những cây bonsai sang bên đó để trưng bày. Thì bên đó thì mấy anh em mình có một cái gian hàng do một bạn ở trong câu lạc bộ bonsai dừa Việt Nam, đó là bạn Nhân, bonsai dừa Sóc Trăng, đã đăng ký cho mấy anh em mình một cái gian hàng để mấy anh em mình có chỗ trưng bày để giới thiệu cây dừa bonsai đến cho mọi người tham quan ha. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ di chuyển sang bên kia cồn Mỹ Phước ha mọi người. Thì trong thời gian mấy anh em di chuyển cũng khá là lâu đó, thì mấy anh em mình tranh thủ cũng như là trải nghiệm như ghi lại những hình ảnh cho cô chú anh chị mình xem luôn. Thì hôm nay mấy anh em mình đi gồm có 4 thành viên, một là anh Trần Sự, hai là chị Liên Trần, ba là Đen Nguyễn ha, cũng như là mình, có kèm theo một bác tài rất là dễ thương đã đưa mấy anh em mình từ Kiên Giang lên đây ha mọi người. Rồi lê quay thì mấy anh em mình cũng đến cái bến chính để vô cái lễ hội ẩm thực trái cây miệt vườn nè mọi người. Thì đón anh em mình thì có bạn Nhân bonsai dừa Sóc Trăng đón mấy anh em mình, cũng như vận chuyển tiếp mấy anh em mình những cái cây dừa bonsai lên bên trên để đưa vô trong gian hàng trưng bày ha. Rồi mọi người có thể thấy đây là cái cổng chính khu du lịch sinh thái miệt vườn cồn Mỹ Phước, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng ha. Mình qua không qua phà, không đợi mình cũng được, kì xách tay đi. Sợ đi qua phà đó, rồi phà người ta xuống xe rồi mình ghinh cây lâu người ta đâu để. Rồi hiện tại mình đang đi vào bên trong khu trưng bày của hội chợ trái cây miệt vườn và ẩm thực miền Tây ha, ở Sóc Trăng ha mọi người. Ở đây là có biểu tượng để những loại trái cây của miền Tây sẽ trưng bày ở đây ha mọi người. Đây là mấy anh em đang vận chuyển những cây dừa bonsai của câu lạc bộ dừa bonsai Kiên Giang lên đây để trưng bày ha. Có chậu nào duy nhất không? Đừng nghiêng, đừng nghiêng đi, để dựng nó nghiêng đi nữa. Hả? Đi đi. Nghĩ lên lên à. Gì vậy? Được không vậy? Cái gì? Chờ nó có gãy hết trơn. Rồi, bây giờ là Linh đang tiến sâu vào trong cái lễ hội ẩm thực ha, lễ hội trái cây và ẩm thực ha. Đường vô chỗ trưng bày của mấy anh em mình cũng khá xa. Quay, đẹp quá rồi. Xung quanh thì có những cái trò chơi nhân gian và bán đồ đầy đủ thứ loại đồ này kia ha mọi người. Mình đã phát hiện được cái chỗ trưng bày trái cây rồi mọi người. Đây là cái chỗ trưng bày trái cây nè, để chút xíu mình quay cận cho mọi người xem. Sớm thì nằm đẳng mà giờ đây này.
đây là cái chỗ trưng bày của câu lạc bộ bonsai dừa Việt Nam mấy anh em mình đây. Rồi lại quay thì mấy anh em mình cũng đã trưng bày những cái cây dừa bonsai vô cái gian hàng hết trơn rồi mọi người. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng ngắm những cái cây dừa bonsai mấy anh em mình đem lên ha. Thì trước mắt mọi người đây là một cái cây dừa bonsai tiểu cảnh của Đen Nguyễn mọi người. Nhìn cũng khá là đẹp ha. Mà cái này là dừa sim xanh mọi người. Cái bên đây là một cái em sim hồng và một em sim hồng tiểu cảnh. Những cái cây này thì của anh Trần Sự mang lên ha. Đó, thì anh Trần Sự có mang lên là gồm là ba cây sim hồng làm tiểu cảnh rất là đẹp ha. Còn bên đây thì mấy anh em mình trưng bày những cái cây dừa bonsai mini và sim mini ở trên đây. Đó, thì mấy anh em mình có đeo cái bảng tên của những thành viên đã đem những cái cây dừa bonsai sim mini này lên đây, thì có đầy đủ để cho mọi người có thể tham quan, cũng có mọi người có thể biết ha. Ở đây là những cái phôi đột biến hai mộng dành cho những cái giải thưởng mấy anh em mình tổ chức. Còn bên đây là những cái cây dừa bonsai của chị Kim Liên mang lên, những cái dừa bonsai cổ thụ cũng khá là đẹp ha. Đó, mọi người có thể quan sát, Linh đang quay cận vô cho mọi người xem đây. Đó, cũng khá là đẹp. Cây này thì có cái gốc cổ thụ rất là lâu năm luôn nè mọi người. Đó, được trang trí trên cái chậu tiểu cảnh. Rồi, bên trước thì có một cái cây cũng là cổ thụ. Cái này cũng tựa như là một cái hồ lô mọi người, cũng khá là đẹp ha. Rồi, hiện tại là có một thành viên mới ở Bến Tre mới lên. Dương Neo đem một cái cây dừa đột biến lá trắng rất là đẹp luôn mọi người. Quá dữ rồi, đột biến trắng tinh như ngọc trinh ha. Đây còn cái bàn xây nè. Đi xe Honda hả, xe lớn? Xe máy mà sao chở được 3 cây luôn đó hả? Còn cây nữa đó. Dạ. Còn cây dục bển kìa. Dạ. Tôi chở hết vườn luôn rồi. Mà hết chỗ án rồi. Đây là một cái tác phẩm này. Đột biến bốn mộng mọi người ơi. Của Phúc Quả Dừa đến từ Bến Tre nha. Rồi bây giờ mà hỏi đừng biết cái nhà đi lại làm sao nè, đi bằng cách nào á. Đấy, khá là đẹp ha. Dạ, bốn mộng nha. Ôi, một cây đột biến lá màu mọi người ơi. Sim mini luôn. Theo em là để nó đi, nó vẫn đứng. Để đỡ đi, tối về vậy. Cái đó để anh đó đi, nhỏ nhỏ để anh đó đi. Bên cạnh đó thì nhà khoa học khuyến cáo khi bà con dùng sử dụng sản phẩm. Rồi, một tác phẩm đột biến nha mọi người. Sọc xanh vàng. Đây là đột biến trắng. Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ và tham dự kỹ thuật làm dừa bonsai. Xin thông báo bonsai hướng dẫn bà con mình từ A đến tổ chức chương trình thị phạm kỹ thuật làm dừa bonsai hướng hết kết hợp bó thăm thống thượng bonsai rất là giá trị. Xin mời bà con lúc 8 giờ 30 đến 8 giờ và tham dự chương trình cùng chúng tôi. 8 giờ 30 chúng tôi có tổ chức chương trình thị phạm câu lạc bộ dừa bonsai Việt Nam. Xin thông báo kỹ thuật làm dừa sau cái chương trình này sẽ đi phải. Sau chương trình bốc thăm này, cô chú anh chị mình may mắn trúng thưởng trên tay có những cái phôi hai mộng đó, thì cô chú anh chị mình nán lại một chút thì anh em của tụi em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách trồng cũng như cái cách chăm sóc để thành những cây dừa bonsai đẹp ạ. Đi nó đưa chạy đi em.
À, cô chú anh chị mình bốc thăm đã trúng thưởng rồi đó, đừng dọn về ha, ở lại ra chút xíu anh em tụi em sẽ hướng dẫn thị phạm cô chú anh chị mình cái cách trồng cũng như cái cách chăm sóc để có được cây dừa bonsai đẹp từ cái phôi hai mộng đó ha. Xíu lựa cho cái nào đẹp thì làm đi. Cái thằng nào là có chữ trúng thưởng là trúng thưởng nha. Chị Miu ơi, mỗi người chỉ bốc một cái phiếu nha chị Miu. Một phiếu nha ơi. Mỗi người một phiếu rồi ra nha. Phải không? Đây. Chúng không anh có? Dạ cái thanh nào mà có chữ chúng á, có cái chữ chúng là chúng đó. Kìa bốc thăm kìa mấy ơi. Còn một cái phôi mà còn một cái phôi màu vàng nữa kìa. À, anh em câu lạc bộ dừa bonsai xin thông báo quý vị mình bốc thăm trúng thưởng cái phôi dừa đó, thì cô chú anh chị mình nán lại một chút xíu nữa, anh em của em với thị phạm chỉ cô chú anh chị mình cái cách làm dừa bonsai. Trúng này không có chữ trúng thưởng là không trúng anh ơi, may mắn là sao không một người cái đi. Có để chữ trúng thưởng. Dạ cái thăm nào có chữ trúng thưởng là trúng ạ. Do may mắn thôi. Trúng đó chung, trúng đó. Dạ. Có chữ trúng thưởng là trúng đó. Vàng chưa? Chưa. Có để chữ phôi vàng không? Có. Dạ. Ừ, có biểu lên đi, còn phôi đặc biệt đó. Dạ, xin thông báo đến quý vị là ngoài những cây dừa hai mộng bình thường là bên tụi em cũng có một cái phôi đột biến màu vàng là cái dải đặc biệt đó, cô chú anh chị nào may mắn sẽ bốc vô cái dải màu vàng đó. Dạ, bốc đi anh. Đây các loài đột biến màu vàng dễ đặc biệt đây. Dạ cái thăm nào có chữ trúng thưởng mấy chúng anh. Cái thăm nào có dạ cái thăm đó trúng rồi đó. Là trúng gì? Dạ trúng cái phôi hai mộng anh kia đang phát kìa, anh qua đó lấy giùm em. Kìa, anh nón trắng đang phát đó. Dạ còn một cái phôi đột biến dễ đặc biệt màu vàng rất là đẹp kìa cô chú ơi. Ông quay tôi ở Cù Lam Dung á, mà tôi là 82 tuổi rồi mà tôi còn đi chơi mỗi năm vậy. Dạ, tuyệt quá. Ngày hôm qua đi Trà Vinh nữa. Dạ. Ngày hôm qua đi Trà Vinh nữa, bữa nay đi qua đây. Tôi chúc ông luôn mạnh khỏe bây giờ nha. Khỏe. Tôi ăn bà ngày hôm qua tôi chở bả nữa. Dạ. Bữa nay bả mệt quá, cái bả không chịu đi. Không chịu đi thì tôi năm nào cũng phải đi, có cái cốt máu anh hùng. Dạ. Cũng phải đi, năm nào cũng đi hết á. Dạ. Rồi lên đài tốt rồi. Cái thăm nào có chữ trúng thưởng là trúng à? Đây,
Ôi, quá may mắn, quá may mắn. Hồi nãy giờ có lộn cái chữ phô vàng hay với chứng thưởng không, có dòng chữ không? Không biết. Có chân à, có. Có một con chứ chị xin cái một đi. Dạ, đây dạ không có. Dạ, dạ chút chút ra mày kia xin giùm em anh tại dạ tụi em không có chuẩn bị. Dạ. Xin cái bọc được chị. Cảm ơn chị nha. Rồi quý bà con nào quan tâm thì có thể quan sát tụi em thì phạm cái cách làm vườn bonsai à. Bây giờ tụi em xin phép bắt đầu à. Đầu tiên thì chúng ta có một trái dừa khô như thế này thì chúng ta sẽ lột ra. À, em lột ra nha. Thiếu trái. Đó. Đem ra rồi, đưa rồi. Đó, chúng ta lột ra như thế, chúng ta kiểm tra có mầm hay không để chúng ta đem đi đi mà ủ ủ ẩm ha. Cảm ơn chú ngàn dừa. Rồi, như cái này là đang có mầm, là cái phôi rất là tốt ha. Rồi. Chúng ta vậy là có mầm rồi, chúng ta sẽ tới cái bước là ươm. Đó, rồi. Tụi con có chuẩn bị cái mẫu như thế này thì chúng ta ươm, ươm khi nào mà nó lên cái mầm tầm khoảng 5cm như bonsai dừa Sóc Trăng đang thi phạm ở đây, em Nhân đang thi phạm ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ dễ yếm. Đó, chúng ta cứ cắt nhẹ nhàng rồi để nguyên như thế một thời gian á, nó sẽ khô, nó bung ra rồi chúng ta mới xử lý tiếp ha. Chữ ơi, khô vàng. Những cái phần bên ngoài là tụi em thường gọi là cái áo giáp của cái mọng dừa, cho nên là những cái đó là bước đầu tiên muốn cây dừa bonsai lùn đẹp thì chúng ta phải cắt như em Nhân đang làm, thì để sau này á cho cái lá nó không lên cao nữa. Tôi quý vị có thể làm như vậy thì chúng ta sẽ có những cái cây bonsai đẹp ha. Dạ, thường những cái mọng đó nó lên như vậy á, là có mọng á là 4 cái áo giáp, có mọng là 3 cái áo giáp, như cái mọng em Nhân đang thi phạm là 3 cái áo giáp. Nếu 4 cái áo giáp thì mọi người cắt hết 4 cái áo giáp luôn ha, chỉ chờ chừa cái phần đọt non bên trong mọc ra thôi. Đó, một bước rất là đơn giản thôi. Mọi người nhớ tét ra là tét vừa vừa thôi, đừng có tét sát quá chứ. Tét sát chứ chúng ta cứ nước nó sẽ bị úng nè. Rồi, rồi Nhân đang thi phạm là tới cái phần là cắt cái áo ôm mọi người. Tụi em gọi là cái áo ôm, cho cái vừa bonsai. Thì chúng ta cắt nhẹ xuống, rồi nhẹ nhàng lấy cái áo ôm của cái vừa ra. Rồi, vậy là xong một bước tách bẹ đầu tiên cho cái vườn bonsai, thì chúng ta cứ để vậy một thời gian thì cái đoạn non bên trong lên một chút nữa, rồi những cái áo giáp chúng ta cắt ở bên ngoài nó khô lại đó, rồi chúng ta mới xử lý tiếp. Rồi một, đây cái mẫu tiếp theo, một thời gian đó, chúng ta cắt đó, là nó sẽ ra như vậy. Đó là cái bước tiếp theo, là cái phôi đang xanh, là cô chú chị mình đang quan sát nó khô như thế, rồi chúng ta bắt đầu xử lý đó. Rồi chúng ta bắt đầu xử lý, cắt bỏ những cái phần khô đi nè. Đó, đầu tiên là cắt bỏ những cái phần khô đi như em Nhân đang cắt. Chúng ta làm vừa bonsai á, chúng ta cần dành thời gian dài cho nó, chúng ta mới có được những cây bonsai đẹp. Dùng vô chăm chú cho nó, cái gì cũng vậy, chúng ta chăm chút cho nó thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm đẹp ha. Thì cái bước đầu tiên thì chúng ta làm như thế, cắt dọn những cái phần khô cho nó xong, rồi cái bước tiếp theo mới là quan trọng của chú anh chị. Cô chú anh chị có thể đợi một chút nữa thì bạn Nhân sẽ biểu diễn cho cô chú anh chị mình xem. Dạ, cái bước dọn mà bẹ khô đã xong thì tới cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tách bẹ gọi là tách áo ôm, thì chúng ta sẽ cắt xuống nhẹ nhàng, cắt từ trên xuống mà nhẹ nhàng cắt làm sao cho nó phạm vô bên trong nha mọi người. Bởi vì chúng ta cắt mạnh tay quá nó phạm bên trong thì sau này cái bẹ nó lớn lên nó sẽ có thẹo rất là xấu ha. Chúng ta cắt chưa quen thì chúng ta cứ nhẹ nhàng từ từ gạch từ nhẹ nhẹ từ từ thôi. Còn anh em nào mà cắt quen thì có thể gạch mau lên một chút, nhưng mà dùng cái lực tay nhẹ thôi để đừng có để thẹo bên trong. Chúng ta muốn cái cây lùng thì chúng ta tách bẹ sát xuống luôn, còn chúng ta muốn chơi tông cao thì chúng ta chừa lại một ít để cho nó ôm, nó cái bẹ ở ngoài nó ôm để cái đọt non lên cao ha.
thì cô chú chị nào thích chơi tông cao thì chúng ta chọn cái cách cắt chừa lại một ít, còn cô chú chị nào muốn chơi tông mini, siêu mini thì chúng ta cắt sát luôn như bạn Nhân đang biểu diễn, là chúng ta đang cắt để lấy cái cây dừa bonsai sau này là siêu mini hoặc là mini siêu lục, là chúng ta cắt sát xuống đó. Nhân có thể quay ra quay cái ra ngoài cho mọi người xem đó, là cái áo ôm đó, mọi người lấy cái áo ôm đó ra thì nó sẽ không ôm cái đọt non lên nữa em mọi người. Cái áo đó là nó rất là quan trọng, nếu chúng ta không cắt thì nó ôm cái đọt non bên trong lên cao thì chúng ta sẽ không có cây dừa bonsai lục đẹp ha. Rồi chúng ta nhẹ nhàng lấy cái bẹ ra cái áo ôm ra. Rồi cái bước tiếp theo á là chúng ta sẽ lấy cái áo ôm của cái đọt non bên trong để cho nó lục cái đọt non nhỏ bên trong nó lục lại, sau này nó ra nó sẽ lục. Mà bên trong đây là mọi người phải nhất định là cẩn thận hơn nữa nha, tại là nó rất là non luôn đó. Bên trong mà cắt không được thì chúng ta có thể quay cái mũi dao xuống nhẹ nhàng kéo lên như bạn Nhật đang biểu diễn cho mọi người xem. Đó, chúng ta cần nhẹ nhàng tỉ mỉ như vậy đó, chăm cái cây này rất là khó đó mọi người. Thấy bạn Nhân đã biểu diễn tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cẩn thận, năng niu không? Như là chăm em bé đúng không mọi người? Đúng không? Không, cắt từ từ thôi. Cắt từ từ thì chúng ta sẽ cắt được rồi. Đó. Đó. Bạn Nhân đang biểu diễn là cầm cái đọt lại để chúng ta có thể làm gãy nó, thì kịp lại thì chúng ta hạn chế được. Rồi chúng ta cắt cái đọt bên trong thì một là chúng ta muốn chơi cái lá lục siêu mini thì chúng ta tìm đến cái nách lá bên trong nha, còn không thì chúng ta cắt xuống phân nửa thôi, phân nửa để cho nó sau này lên là chúng ta được cái siêu lục rồi. Đó mọi người chú ý, bạn Nhân đang biểu diễn bẻ cái bẻ ra cho nó bung ra, thì mọi người nhớ giữ cái cổ dừa, không giữ là bẻ nó gãy nha. Đó bạn Nhân đang biểu diễn bẻ ngoài luôn nha mọi người. Đó chúng ta phải giữ là bẻ nhẹ nhàng, giữ cái cổ dừa lại, không giữ là bẻ sẽ gãy cái cổ dừa, cái bẻ dừa thôi. Thì công kỹ làm rồi, nãy giờ rồi lỡ bẻ gãy cái là tiếc lắm mọi người. Được rồi nha, vậy là một cái bước tiếp theo là đã xong. Thì tới cái bước là khi mà cái cây nó nhiều lá rồi thì chúng ta cái bước này á là chúng ta làm gọi là liên tục, những cái lá sau thì chúng ta cắt theo cái bước như thế, ở bên ngoài chúng ta cắt sát xuống, bên trong thì chúng ta cắt xuống phần nữa, sát trong đọt non thì chúng ta cứ cắt phần nữa những cái lá sau cũng đi ra như thế. Rồi xong xuôi là chúng ta sẽ được cái cây thành phẩm. Rồi xong xuôi một thời gian chúng ta sẽ có một cái cây thành phẩm như thế này, theo cái cách cắt nãy giờ tụi em hướng dẫn cô chú chị như Nhân biểu diễn, thì cứ cắt cái bẹ bên ngoài sát xuống, còn bên trong thì chúng ta cắt phân nửa gọi là 50 thì cắt 50, thì cứ để như thế là từ từ là cái cây chúng ta sẽ ra dáng. Cái cây này thì tông cao, như nãy Linh nói là muốn tông cao thì chúng ta cắt dừa lại một chút, còn muốn tông thấp, tông lùn siêu mini thì chúng ta cắt sát xuống cái cổ cây dừa luôn ha. Bây giờ đổi qua bonsai dừa tắc cậu đen sẽ biểu diễn cho mọi người, khi chúng ta có một cái cây thành phẩm rồi, làm theo những cái cách nãy giờ anh em tụi em hướng dẫn cho chú chị, thì tới cái bước lên chậu để cơi gãy và chúng ta trang trí là chúng ta có thể chưng đựng ha. Đó chúng ta cứ lấy ra và bỏ vô một ít đất, một ít giá thể á, thì thường cô chú chị mình dùng sơ dừa trộn với một ít chấu, hoặc là có thể trộn với một ít than tổ ong đã qua sử dụng, thì chúng ta sẽ chăm ra được cái lá dừa rất là đẹp ha. Khoảng cây bao nhiêu em? Cây bao nhiêu? Cây này hả? Dạ đầu tiên thì chúng ta muốn lòi rễ cao lên, nhô rễ cao hay thấp thì chúng ta có thể lấy cái phần đất ở bên trên ra. Nhưng mà cô chú chị mình nhớ lấy nhẹ nhẹ thôi, đừng để cho gãy nhiều cái rễ cám, gãy nhiều rễ cám thì cái cây của chúng ta sẽ bị mất sức. Rồi như đem đang biểu diễn chúng ta sẽ để một ít đất vô. Nếu cô chú chị muốn rễ lòi cao thì để nhiều đất vô đó. Đó. Còn muốn để rễ mà thấp thấp một chút, nó như đem đang biểu diễn là cái để cái lòi rễ như thế là vừa.
là như vậy là nhìn rất là cân đối nha mọi người. Thì cứ ta cứ để như thế rồi bỏ đất nhẹ nhàng vô, nhẹ nhàng đừng làm gãy cái phần rễ cám bên dưới, cái cây chúng ta sẽ bị mất sức nha. Đó, mọi người có thể để đất như vậy rồi lấy cái cây sọt sọt nhẹ nhẹ xuống, chứ đừng có lấy tay nhặn xuống nha, nhặn xuống nó sẽ bị hư cái rễ cám bên dưới đó. Nhẹ xuống làm cho đất nó dẻ. Còn hoặc là một cách thứ hai nữa là mọi người vừa bỏ đất rồi vừa đổ nước vô, nước nó ngập ngập vô thì nó đất tự động nó sẽ dẻ xuống nha. Rồi sau khi chúng ta đã hoàn thiện được cái mức rễ chúng ta muốn để nó cao như thế nào, thì như đem đang biểu diễn thì chúng ta bắt đầu dọn vệ sinh, cắt hết rễ cám và dọn hết những cái chất thừa bên trên như vỏ dừa, sơ dừa ra. Cắt, mọi người cẩn thận cắt bỏ rễ cám, chừa rễ cứng lại cho mọi người, đừng có cắt luôn cái rễ to nha, cắt luôn rễ to là cái cây chết luôn đó. Cái khâu gọc rễ cám này lâu lắm. Cái khâu gọc rễ cám này á thì lâu, để anh em tôi em biểu diễn thì gọc cũng nói chung là gọc mau mau đi để cho cô chú chị mình đã mất thời gian quan sát, cho nên là làm sơ sơ rồi dọn cho nó sạch ra được rồi. Còn cô chú chị á cẩn thận á, cắt sát nhẹ nhàng năng niu nó, cắt từ từ luôn thì cái rễ của ta nó sẽ bóng nó đẹp. Dạ, đầu tiên là lột ra rồi đem đi ươm. Như cái cây của chị cầm á là về á là chị tách bẹ được rồi, như cái bước hồi nãy bạn Nhân mà biểu diễn là tách bẹ ra đi, rồi từ từ á là cắt bỏ những cái bè dài thì nó sẽ có cái bẹ lùng à. Sơ sơ thôi để mất thời gian. Sơ sơ được rồi, cô chú chị nhìn cũng hiểu ha, tại anh em tụi em thì làm để mất thời gian, đỡ mất thời gian. Cô chú chị thì nó làm dọn rễ cám không thì chúng ta sẽ dọn vệ sinh cho nó. Thì có thể dùng cỏ, thì cô chú anh chị có thể dùng cây bằng chải đánh răng ở nhà mình, cây bằng chải cũ á, chúng ta thấm nước vô chúng ta đánh cho nó là nó bóng, nó lòi ra đẹp lắm đó. Ở nhà cô chú anh chị dọn vệ sinh là xịt nước vậy, lấy cái cây bằng chải đánh răng mình á, đánh là cái rễ nó bóng lên nó đẹp lắm, là nó sạch hết luôn. Rồi công đoạn tiếp theo á, thì chúng ta có thể dùng rêu hoặc là đá trang trí. Cô chú chị nào ở nhà có rêu thì chúng ta dùng để đỡ tốn tiền mua đá, hoặc là cô chú chị thích đá thì ra ngoài chợ mua những cái đá mà để trong cái hồ cá cảnh á, đá có màu màu đó chúng ta để vào cũng rất là đẹp ha. Rồi chúng ta sẽ đắp rêu nhẹ nhàng, cẩn thận đắp lên. Cái khâu này là rất là tỉ mỉ nha, giống như chúng ta chơi trò xếp hình mà của em bé vậy đó, phải ra lắp từng miếng nhỏ 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 vô làm sao cho nó fit lại là nó sẽ đẹp. Như Nhân đang cầm là anh em tụi em trang trí đá, thì cô chú chị có thể trang trí đá như vậy đó thì nó cũng đẹp hơn. Nhưng rêu thì có cái màu xanh thì nó đẹp hơn mà đỡ phải tốn tiền nữa. Ở nhà đó thì chúng ta kiếm cái chỗ nào mà mảnh đó, chúng ta lấy rêu về chúng ta đắp vô thôi. Những cái công đoạn mà lên chậu thì chỉ có cái công đoạn dọn rễ cám là lâu thôi, còn những đắp rêu thì rất là mau, rồi chút xíu sơn gáo thì nó cũng mau luôn. Rồi cứ để vậy thôi, rồi chúng ta tưới nước từ từ đó, cho rêu nó thấm nước vô cái đầu, từ từ nó mọc lên, nó sát vô để nó đẹp thôi. Như vậy là đó, chúng ta có một cây dừa thành phẩm chúng ta trưng ở trong nhà đó, nó theo phong thủy là cây dừa là mang lại may mắn, thì chúng ta trưng cây dừa thì đón tài lộc ha, đón tài lộc. Chúng ta trưng ngay cái bàn khách á, cô chú chị nào có bán đồ hoặc là kinh doanh gì đó, chúng ta trưng ngay cái bàn chúng ta ngồi mà thu tiền đó thì đón tài lộc cho cô chú chị mình ha. Đó, rồi cô chú anh chị mình có thể thấy cái cây thành phẩm đẹp không ạ? Đó. Rồi tiếp theo như vậy á, cô chú anh chị có thể để vậy chơi nếu mà thích quan sơn cái gáo, còn chúng ta không thích cái gáo quan sơn thì chúng ta có thể sơn bayu vô, thì cho sơn bayu ở đây á, bayu chúng ta dùng sơn tốt cho cây dừa nhất. Thì cái PU chúng ta ra mua cái PU không màu, pha dưới xăng nè, đó là cái PU mà chúng ta sơn gỗ đó, cô chú anh chị biết chưa? Cô chú anh chị á, nếu mà không dùng cái PU pha này thì cô chú anh chị ra cái tiệm sơn nói mua cái PU pha sẵn dành cho đồ gỗ cũng có luôn nha cô chú anh chị. Về chỉ cần phét lên thôi, sơn lên thôi, không cần phải pha như thế này, cũng có PU pha sẵn luôn dành cho đồ gỗ á. Tại vì cái gáo dừa cũng như đồ gỗ cho nên cái sơn dành cho đồ gỗ là chúng ta sơn được.
Thì trước khi sơn á, thì chúng ta dọn vệ sinh như đen đang biểu diễn, thì chúng ta dọn vệ sinh cho cái gáo nó bóng lên và lấy những cái chất dưa ra, thì chúng ta sơn lên cái gáo bóng nó mới đẹp ha. Còn có chú anh chị nào không thích cái gáo bóng sơn thì chúng ta chơi quang sơn như cái cây hồi nãy đang biểu diễn mà lên chậu, lên vô chậu là để cái gáo tự nhiên không sơn luôn đó. Thì con chú anh chị mình thích cái nào thì chúng ta chọn cái cách chơi đó ha. Dạ, ra cái tiệm mua sơn đồ gỗ đó. Mà ở nhà của chú anh chị nào gần mà có người làm thợ mộc đó, hỏi họ cái vụ pha này là họ gành lắm. Họ sơn đồ gỗ đó là họ pha gành lắm. Còn có chú anh chị mà không ấy thì cứ đi ra tiệm sơn hỏi mua cái sơn bio pha sẵn. Có cái sơn bio pha sẵn luôn nha. Rồi có chú anh chị mua về chỉ là sơn lên cái cáo dừa của mình thôi. Mọi người nhớ là cái cáo dừa chúng ta phải dọn vệ sinh thật là sạch nha. Đúng ra là chúng ta dọn và chúng ta rửa nước cho sạch rồi chúng ta để gáo vô và chúng ta hãy sơn. Còn cái cây của tụi em đang biểu diễn là tụi em đã dọn trước đó rồi. Rồi chúng ta nhẹ nhàng sơn lên. Mà chúng ta nhớ là hạn chế đừng sơn lên cái rễ. Cái rễ mà nếu mà già, đỏ, già thì lâu năm thì chúng ta sơn được. Còn cái rễ mà hơi non non đó thì chúng ta sơn lên là cái rễ nó bị héo nha, là chết cây nha, gây ra chết cây đó. Chúng ta hạn chế đừng có sơn lên cái rễ. Rồi thế là công đoạn làm dừa từ A đến Z của biểu diễn vi phạm của câu lạc bộ dừa bonsai hướng dẫn cô chú chị mình làm dừa bonsai tại nhà cũng như là xong rồi ha quý vị. Thì cô chú chị mình nãy giờ tiếp thu, nếu mà cô chú chị mình đó không nhớ cũng như là không tự tin làm thì cô chú chị mình có thể lên YouTube để search ra những kênh bonsai dừa của anh em tụi em, như là kênh bonsai dừa channel của anh Trần Sự, hoặc là kênh bonsai dừa Hoàng Linh, hoặc là kênh bonsai dừa Tắc Cầu. Thì cô chú anh chị mình có thể vô những kênh YouTube đó, thì anh em tụi em có làm clip hướng dẫn tận tình chi tiết và quay rất là tỉ mỉ trên đó. Cô chú anh chị có thể xem theo dõi cái cách làm. Thì cô chú anh chị ở nhà vừa xem clip mở ra xem và vừa lấy cái cây dừa của ta ra thị phạm làm luôn, thì sẽ được một thời gian mà cô chú anh chị lên tay sẽ tự làm cho mình những cái cây dừa bonsai rất là đẹp ha. Đen là lão luôn rồi. Đây là thành viên mới tập chơi lúc bữa sáng mới tập chơi hồi chắc hàng chị luôn. Cảm ơn các bà đã đến Rồi, clip hành trình mang dừa bonsai đến Sóc Trăng trưng bày tại lễ hội trái cây và ẩm thực của anh em mình cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chúc mọi người một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng, cũng thật là may mắn, luôn vui tươi trong cuộc sống ha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip sau về bonsai dừa trên kênh bonsai dừa Hoàng Linh của mình ha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người ha.